từ đã cô, đừng xếp tôi bây giờ. Alo, đề nghị bà con trật tự và ổn định chỗ ngồi để cán bộ có thể bắt đầu buổi họp tối nay. Alo, được rồi, vâng. Thưa bà con, như đã trao đổi với bà con, sắp tới xã ta có thể tham gia vào chương trình Red Cộng. Thông qua chương trình này, bà con có thể được hỗ trợ để bảo vệ rừng, nhưng đổi lại, bà con có thể phải thay đổi cách sử dụng rừng của mình. Tuy nhiên, trước khi được thực hiện thì chương trình cần phải có sự đồng thuận một cách tự nguyện của bà con. Alo. Chú cho tôi hỏi kỹ hơn một chút. Tự nguyện nghĩa là thế nào hả chú? Vâng, câu hỏi của hai chị rất hay. Vậy chúng ta sẽ phải đi phân tích từng từ trong FPIC. Tự nguyện nghĩa là bà con có quyền ra quyết định mà không bị ép buộc, đe dọa hay gây áp lực do bên kia gây ra, cho dù đó là chính quyền, công ty hay tổ chức. Tức là bác trưởng thôn đây hay bác chủ tịch xã, các cán bộ nhà nước không thể ép buộc bà con tham gia Red Cộng nếu bà con không muốn. Vậy ý của chú là bà con bọn tôi đây được tự nguyện đưa ra quyết định mà không bị ép buộc, đúng không? Chính xác ạ. Hơn thế, tất cả những ai trong số chúng ta muốn tham gia vào quá trình ra quyết định sẽ được tạo điều kiện tham gia, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm dân tộc thiểu số. Tham gia ở đây không phải bà con đến họp chỉ để nghe cán bộ phổ biến thông tin, mà bà con còn có thể đưa ra ý kiến của mình và câu hỏi. Do đó, khi dự án tổ chức các cuộc họp, cán bộ phải bố trí thời gian và địa điểm phù hợp để tất cả mọi người đều có thể tham gia. Chắc bây giờ mọi người cũng đang băn khoăn từ trước, nghĩa là gì đúng không ạ? Đúng rồi, chú giải thích luôn đi chú. Vâng, trước nghĩa là cần phải thu thập ý kiến của bà con và phải được sự đồng thuận của bà con trước khi thực hiện dự án. Chỉ sau khi được bà con đồng thuận thì mới bắt đầu thực hiện dự án. Để bà con có thể đưa ra quyết định đúng đắn và chính xác thì bà con cần có đủ thời gian để xem xét tất cả các thông tin và thực hiện quá trình ra quyết định. Ồ, thế thì chữ được thông tin đầy đủ cũng dễ hiểu thôi. Nó có phải là được thông báo thông tin đúng không chú? Cũng gần đúng rồi chị ạ. Được thông tin ở đây có nghĩa là bà con phải được nhận tất cả những thông tin liên quan để đưa ra quyết định đồng ý thực hiện dự án hay không. Những thông tin này bao gồm cả những tin tốt và xấu. Bà con có quyền được biết thôn mình sẽ được những lợi ích gì và được biết những ảnh hưởng của dự án đến thôn mình. Ảnh hưởng thế nào hả chú? Ảnh hưởng rất lớn đấy ạ. Chẳng hạn như bà con được thông tin về tác động của dự án liên quan đến phương thức sử dụng đất, sử dụng rừng và sinh kế của bà con. Bà con phải biết trong dự án có những lợi ích kinh tế gì và cách phân bổ ra sao. Thông qua FPIC, cộng đồng sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về cách hoạt động của Red Cộng và từ đó đưa ra những kỳ vọng mang tính thực tế đối với các lợi ích trong Red Cộng. Nhưng mà làm sao chúng tôi biết là chúng tôi sẽ được cung cấp đầy đủ các thông tin? Trong FPIC, thông tin phải đầy đủ, chính xác, rõ ràng và phải dùng ngôn ngữ truyền đạt dễ hiểu nhất cho cộng đồng. Thông tin nên được một bên thứ ba không trực tiếp liên quan đến dự án cung cấp. Thông tin cũng phải mang tính trung lập nữa. Còn sự đồng thuận chắc đơn giản là đồng ý hay không thôi chú nhỉ? Vâng, về cơ bản là sự thỏa thuận giữa hai bên. Còn cụ thể, đồng thuận là một phần trong quá trình mà trong đó bà con có quyền nói có hoặc không với việc thực hiện dự án. Khi người làm dự án đề xuất dự án với bà con thì bà con có quyền đưa ra sự đồng thuận của mình. Bà con có thể đồng ý các điều kiện để dự án hoạt động. Đồng thuận là phần quan trọng nhất trong FPIC và khác với việc tham gia đơn thuần của bà con. Hơn cả việc tham gia đơn thuần của cộng đồng, FPIC trao quyền cho bà con để đưa ra sự đồng thuận. Chỉ với sự đồng thuận thì bà con mới biết bà con có thể lắng nghe và quyền của bà con có được bảo vệ hay không. Mọi người nghĩ sao ạ? Không biết mọi người như thế nào chứ tôi nhiệt liệt ủng hộ cái chương trình này. Làm ăn như thế mới đàng hoàng, thông tin của họ đầy đủ, công khai và quan trọng là họ biết tôn trọng quyền quyết định của chúng ta. Tôi nói thế có đúng không bà con? Đúng rồi. Mọi người có ý kiến gì không ạ? Chú Chiến này,
Tôi chỉ còn một thắc mắc nhỏ là cái đồng thuận này sẽ được thực hiện như thế nào và quyền của bọn tôi trong đó là gì? Vâng, câu hỏi của chị rất hay. Quá trình FPIC cần được thực hiện theo cách phù hợp với bà con. Nếu thôn ta có quy trình ra quyết định thì có thể sử dụng quy trình đó. Còn nếu chưa có thì bà con có thể thống nhất thiết lập ra một quy trình mới. Sự đồng thuận cần được tài liệu hóa, chẳng hạn như viết ra giấy, quay video hay là chụp ảnh lại. Trong quá trình FPIC, bà con có quyền yêu cầu thông tin và thương lượng với những người làm dự án, tìm lời khuyên từ bên thứ ba độc lập và ra quyết định của cả thôn. Vậy nếu chúng tôi không đồng ý thì sao? Trong trường hợp đó, dự án sẽ không được thực hiện. Nếu những người thực hiện dự án vẫn muốn có được sự đồng thuận của bà con để thực hiện dự án thì họ phải ghi nhận lại ý kiến của bà con, điều chỉnh lại dự án và bắt đầu lại quá trình FPIC. Đấy là những thông tin cơ bản về FPIC. Mọi người, ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Vẫn còn chú ơi, chú bảo là FPIC bắt buộc phải có. Vậy thì nếu mấy người thực hiện dự án không làm FPIC thì chúng tôi biết làm sao? Như thế thì bên kia thực hiện dự án sẽ phải chịu thiệt. Nếu họ không làm FPIC thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Dự án có khi sẽ bị trì hoãn, chi phí tăng cao, rồi mâu thuẫn với người dân địa phương. Thậm chí nếu người dân địa phương không đồng thuận, không tham gia vào dự án thì dự án sẽ không thực hiện được. Chúng tôi hiểu rồi, cho nên mấy bác làm dự án thì cái FPIC này quan trọng lắm nhỉ? Vâng, đúng đấy ạ. Sự tham gia của cộng đồng địa phương là một yếu tố góp phần thành công của Red Cộng. Cho nên những người làm dự án muốn đảm bảo là người dân địa phương như bà con đây đồng ý tham gia vào Red Cộng. Em muốn mọi người nhớ một điều là nếu Red Cộng được đề xuất thực hiện ở thôn mình thì bà con sẽ được thông tin đầy đủ về lợi ích và rủi ro của dự án. Sau khi được thông tin đầy đủ, bà con sẽ có thời gian để đưa ra quyết định và sự đồng thuận của mình. Dự án có được thực hiện hay không là do bà con quyết định. Xin bà con nhớ cho, đây chính là quyền lợi của bà con đấy ạ. Vâng, cảm ơn chú Chiến. Vâng, mời bà con về nghỉ ạ.